Hello, hello, it's me. How are you doing today? Đây là Tâm đây. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn và vui. Mình kể chuyện mấy câu chuyện mà mình học được ở Mỹ á. Khi mình sang Mỹ thì mình học được những câu chuyện về tiếng Anh rất là vui. Thì mình sẽ kể cho các bạn nghe nhé. Rồi cái đầu tiên á, những cái ngày đầu tiên khi mà mình mới bước chân tới Mỹ á, thì mình đi chơi với những người bạn của mình. Thì theo hôm đấy đang ăn thì tự dưng có một bạn hắt xì hơi một cái, hắt xì. Thế xong rồi những cái bạn khác á, thì bạn nói là bless you. Thế xong mình không hiểu à. Thế xong rồi một vài lần như thế, thế mình hiểu, ủa tại sao lại phải nói bless you sau khi người ta hắt xì hơi vậy? Thế là mình mới hỏi bạn mình và bạn mình mới nói là ở bên này á, thì người ta quan niệm ở bên phương Tây nói chung á, thì người ta quan niệm là khi mà bạn hắt xì hơi á, khi mà bạn hắt xì á là giống như là lúc đấy bạn không có thở nữa, là bạn không có hít vào và không có thở ra, giống như là tim ngừng đập ấy. Có phải tim ngừng đập không nhỉ? Không biết, cái này phải xem đã. Nhưng mà đại loại là lúc đó là giống như là linh hồn của bạn bị văng ra ngoài và phải nói là bless you, tức là cầu chúc những cái tốt lành cho bạn để kéo cái linh hồn của bạn về. Thì đấy là một cái văn hóa rất là hay mà mình thấy là hay. Thế là nên là ví dụ như bạn nào mà đi nước ngoài này, hoặc là đi mà thấy người ta hắt xì hơi, thì mình nên nói một cái câu lịch sự, đó là bless you, bless you. Thì nó sẽ thể hiện cái sự lịch sự và mình biết tiếng Anh hơn á. Hoặc là khi mà bạn làm ở trong công ty nước ngoài nè, đồng nghiệp là người nước ngoài, thì bạn có thể ứng dụng những cái điều đó. Những cái điều đó ở Việt Nam mình hoàn toàn không hề biết, tại vì ở đó có ai dạy cho mình đâu, và cũng cô giáo cũng có dạy cho mình đâu, và mình cũng ở Việt Nam nên mình đâu biết. Và thường thì Tây nó đâu có chia sẻ những cái đó, bởi vì nó nhỏ quá mà, nên là xíu. Thế xong rồi mình sang đấy mình mới quan sát, mình mới thấy, thế mình hỏi liền. Thế là đúng là khi mà mình đi làm rồi, mình thấy công sở khi mà người ta hắt xì hơi một phát thì mọi người đều nói là bless you, mình cũng thế. Và hoặc là đôi khi nhá, bạn đi trên tàu điện ngầm hoặc là ở cái nơi công cộng mà người ta hắt xì hơi, thì mình cũng có thể nói cái câu đó được, thì rất là lịch sự thôi. Thì đó là một cái kỷ niệm rất là hay với mình. Một cái kỷ niệm nữa mà mình muốn kể nữa là cái cụm từ là cashback. Bạn biết không? Cashback là cash là tiền mặt rồi đúng không? Tiền quay trở lại. Thì cái cụm từ đó mình không biết là Việt Nam bây giờ có áp dụng không, nhưng mà cái hồi mà mình mới sang đấy xong mình đi chơi, cái bạn mình dẫn đi chơi. Thế xong rồi mình mua một đồ ở trong cái siêu thị. Thế xong rồi cái siêu thị nhỏ thôi. Thế xong ở San Jose thì mình mới quay thẻ, mình mới đưa thẻ để họ quẹt. Thì ví dụ như là thì họ mới hỏi là cashback, có muốn cashback không. Mình biết cái từ đó nhưng mình không hiểu là tại sao lại hỏi như thế, nên là sao mình không hiểu là dùng trong trường hợp như thế nào á. Oh sorry. Thế là vừa uống nước dâu xong thế là mình uống nước dâu rất là tốt cho sức khỏe, các bạn hãy uống nước dâu đi. Nói chung là uống những cái gì ăn uống về hoa quả trái cây nhiều thì sẽ tốt. Đang nói về vụ cashback thì xong mình đơ luôn, mình không hiểu gì hết, mình lắc đầu. Thì người ta thanh toán xong về, xong mình hỏi bạn mình là cái vụ cashback là như nào, mình không hiểu. Tức là sao? Người ta lấy tiền của mình sao, tại sao lại người ta đưa cho mình hoặc như thế nào? Thì về sau á, thì mình tìm hiểu thì mình biết là ví dụ nhá, ví dụ bạn mua một cái viết này trị giá là 5 đồng, và khi mà bạn quẹt thẻ thì người ta cũng sẽ quẹt giá 5 đồng thôi. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì họ có cái thói quen là tiêu dùng không dùng tiền mặt mà dùng bằng thẻ hết. Nên là đôi khi bạn cần phải có tiền lẻ, ví dụ như là mua những cái đồ lặt vặt lẻ tẻ, hoặc là đi xe bus, hoặc là những cái gì ấy cần, hoặc là đi qua mua những cái gì nhỏ nhỏ đó thì mình cần đi tàu điện ngầm á, thì lại không có, thì lại ra ngân hàng nó rất là mất công. Nên nó có cái dịch vụ là cashback, tức là khi mà mình mua sắm ở một cái nơi công cộng nào đó thì họ sẽ có cái dịch vụ này để họ đưa cái tiền lẻ đó cho mình, thì mình đỡ phải ra ngân hàng rút tiền nữa. Thế ví dụ như mình mua một cái viết này chỉ giá 5 đồng thôi, và người ta hỏi là mình có muốn cashback không khi mà thanh toán á, thì mình bảo có, muốn lấy lại năm, muốn cashback 5 đô la chẳng hạn, 5 đồng đi,
thì họ sẽ cà cái thẻ của mình và họ sẽ cả là 10 đồng, tức là 5 đồng cái bút này và 5 đồng cái tiền mà mình muốn lấy ra. Thì là họ sẽ cả 10 đồng và họ lấy 5 đồng của họ đưa đưa cho mình 5 đồng lẻ. Thì cái đó gọi là cashback. Thì cái dịch vụ đó rất là phổ biến ở nước ngoài. Bởi vì ở nước ngoài thì họ không có tiêu tiền mặt đâu, họ có thói quen là dùng thẻ. Tuy nhiên ở những cái vùng ví dụ như ở cái cửa hàng ở Trung Quốc này hoặc là người Việt Nam này thì họ lại lại muốn nhận tiền tiền mặt. Mình không biết tại sao. Ví dụ nhá, đến LA mà đến mà Los Angeles mà cái khu người Việt á là hoặc là đi xuống cái khu người Việt ở San Jose á thì toàn là chỉ nhận cash only. Đó tức là chỉ nhận tiền mặt thôi, hoặc là tức là họ họ nhận tiền mặt rất là nhiều. Người Việt mình ở bên đấy là dùng tiền mặt rất là nhiều và ít cũng cũng có sử dụng thẻ, nhưng mà ý là tiền mặt sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là những cái quán ăn này, những cái tiệm nước này kia của người Trung Quốc hoặc người Việt Nam thì cái sử dụng tiền mặt cực kỳ nhiều luôn. Thì đấy là một cái kỷ niệm vui mà mình thấy là hay, tức là mình không biết. Thì thế thì về sau khi nào mà mình thấy mà mình hết tiền lẻ rồi mình cần dùng thì người ta hỏi cashback, hoặc là kể cả ở trong máy nhá, nó cũng có cashback luôn á, cái máy tự động á. Nên là đấy là một điều rất là hay và mình thấy thú vị chứ. Thì chia sẻ cho các bạn, hy vọng là hình như ở Việt Nam là mình nghĩ là có ai đó nói là có cái dịch vụ này rồi, không biết là có chưa, nhưng mà thế thì tốt để cho bạn biết. Nhưng mà Việt Nam thì mình dùng tiền mặt nhiều mà đúng không, có dùng thẻ mới đâu, chỉ có đi siêu thị quẹt thẻ thôi. Cũng không, bắt đầu là dùng tiền thẻ nhiều hơn nhưng mà vẫn nhu cầu sử dụng tiền mặt vẫn rất là nhiều đúng không? Thì mình muốn chia sẻ những cái điều đó để cho những bạn nào mà muốn đi nước ngoài hoặc đi du lịch chẳng hạn ấy, khi người ta hỏi thì mình biết cách trường hợp để mình ứng xử như nào cho nó phù hợp. Chứ lúc này đơ ra không hiểu gì hết nữa thì ngại quá đúng không? Ô, còn một cái này nữa mà mình muốn nói là ở nước ngoài thì cái văn hóa về cảm ơn và chào hỏi thì cực kỳ nhiều luôn, nhiều kinh khủng luôn ấy, nhiều đến nỗi mà không thể nói được. Ví dụ như là đó, tức là khi mà họ làm sai hoặc là vô tình làm cho đụng vào mình hoặc gì đó là người ta I'm sorry liền, hoặc là người ta làm được cái gì mà mình giúp họ một xíu thôi mà họ cũng thank you suốt, thank you miết thôi. Mặc dù nhá, ở Việt Nam á là mình cũng là người hay nói mấy câu đó ở Việt Nam, mà sang đấy là mình cảm thấy là mình còn nói ít hơn họ. Ví dụ họ đi, ví dụ đồng cô cái bác cô bạn đồng nghiệp của mình á, cô đang đi thấy xong rồi vô tình cô động cái bàn mình một xíu chả biết sao, I'm so sorry, mình bảo sao mà sorry suốt cả ngày thế, hoặc là thank you so much. Nên là mình cảm thấy là đấy là một cái điều rất là hay mà mình nên nói đúng không? Tại vì hồi trước khi ở Việt Nam á, mình có làm việc cho Anh Văn Hội Việt Mỹ là VUS, thì cái văn hóa doanh nghiệp ở bên đấy là tức là rất là khá là chuyên nghiệp và phải nói là cảm ơn với cả cảm ơn hoài, cảm ơn miết này thì nó sẽ tạo ra cho mọi người làm trong cái môi trường đó tạo một cái thói quen là hay nói cảm ơn. Thì mình cũng có thói quen đó rồi, nhưng mà sang bên đấy mình hơi bất ngờ là bởi vì là họ xin lỗi và cảm ơn thì cực kỳ nhiều luôn, nên là mình cũng phải học cái đó. Cái đó là cái hay mà mình nên học, mà nếu mà có cơ hội mà đi nước ngoài á thì các bạn cũng nên tập. Ví dụ như mình đụng vào người ta hoặc mình làm cái gì đó thì mình cũng nên nói là I'm sorry hoặc là thank you để cho người ta biết là mình lịch sự. Chứ nhiều khi mình đi mình cứ im im mình không nói gì thì cũng kỳ lắm á. Rồi, hy vọng video của mình sẽ là một cái tips nhỏ hay để giúp cho bạn nào mà sắp đi du lịch hoặc là sẽ đi du lịch thì để biết, để sau này khi mà mình không có bỡ ngỡ khi mà sang những cái nước phương Tây hoặc là gặp những người nước ngoài để mình không có bị đơ nữa và mình cũng ứng xử cho nó phù hợp ấy. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay hoặc là hữu ích á thì hãy hãy like và share cái video này để nhiều bạn có cơ hội biết đến những cái tips nhỏ này và không có mắc cái lỗi khi mà mình đi du lịch nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye.